Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của FPK Entertainment. Và trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn 4 plugin miễn phí của hãng Kangen. Thì có thể các bạn đã xem những cái video short giới thiệu về 4 plugin này rồi. Tuy nhiên là mình sau khi một anh chị mình sử dụng cũng như là mình xem rất nhiều các bạn trên thế giới, các bạn ấy sử dụng nó thậm chí vào trong những sản phẩm chính của mình. Thì trong quá trình mình sử dụng mình cảm thấy là plugin này mặc dù là nó miễn phí, mặc dù đến từ những cái hãng rất là nhỏ nhưng nó vẫn cho ra cái kết quả nó rất là chuyên nghiệp, khả năng xử lý cũng như tác động của nó rất là sạch sẽ và mạnh mẽ. Bởi vậy trong video này mình sẽ làm một cái video dài hơn giới thiệu về 4 plugin này để các bạn có thể có thêm một cái lựa chọn option miễn phí trong cái bản nhạc của mình mà nó rất chất lượng rất là cao các bạn nhé. Vậy thì chúng ta sẽ vào video thôi. Ok, bây giờ chúng ta đang ở trên trang chủ của hãng Kangen và các bạn có thể search kangen.com để các bạn có thể vào cái trang chủ này. Và ngoài những cái sản phẩm mất tiền thì ở dưới này các bạn có thể nhìn thấy 4 sản phẩm miễn phí, là một cái stand, tức là TS, nó là chữ viết tắt thôi, rồi MCUC, rồi IVGI, rồi DC1A. Thì về cơ bản 4 plugin này như sau. Thứ nhất là Kangen DC1A, đây là cái compressor, đây là một dạng compressor, nó tương tự như compressor LIA, nó giúp cho âm thanh của chúng ta có nhiều cái khả năng pan, tức là thêm nhiều cú đấm, thêm nhiều sức mạnh vào trong thanh. Ví dụ bạn muốn bạn đang thấy một cái file âm thanh mà bạn đang hơi yếu một chút, bạn muốn có thêm nhiều cú bật. Đấy, ví dụ như là giọng hát của chúng ta đang hơi thều thào, đang hơi nhẹ nhàng, mình muốn chặt chẽ hơn, mạnh mẽ hơn thì bạn có thể sử dụng cái này. Hoặc bạn có một cái nhạc cụ như kiểu guitar nó hơi yếu đuối, hoặc là bạn có một cái nhạc cụ trống nó hơi yếu đuối thì bạn có thể sử dụng plugin này vào trong quá trình mixing của chúng ta. Thì đây là một cái dạng compressor giống như LIA. Tiếp theo là nó là một cái compressor miễn phí thứ hai, đó chính là MCUC, đây là dạng tube compressor. Nếu các bạn đang sử dụng Fairchild thì các bạn sẽ thấy là hầu như các dạng vari MU top compressor ấy thì nó có thời gian attack và release nó khá là dài, và nó giúp cho cái gì ạ, ngược lại so với việc là tăng tạo phần pan, tức là thêm cú đấm, thì nó làm cho âm thanh của chúng ta nghe mềm mại hơn và rất phù hợp trong việc chúng ta sử dụng boost bus groove, hoặc là trong quá trình chúng ta mastering trên bus master của chúng ta để chúng ta đồng bộ bản nhạc của chúng ta, hoặc là đơn giản là chúng ta thêm độ dày độ ấm vào trong âm thanh của chúng ta. Đó, thì ở đây nó sẽ có cả cái đăng ký mic bởi Manley Lab, nên là âm thanh của nó rất là mang cái âm hưởng, tức là mang cái saturation biến dạng analog giống như kiểu của Manley của chúng ta, rất là hay các bạn nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái IVCI, thì cái này đây là một dạng là distortion, đó dạng saturation distortion, và rất mạnh mẽ, rất phù hợp cho kiểu các nhạc cụ như kiểu synthesizer, cho vào bass, cho vào kick, hoặc trong quá trình mastering của chúng ta khiến bản nhạc của chúng ta trở nên mạnh mẽ, rõ ràng và gắn kết với nhau hơn, rất là tuyệt vời. Và đây các bạn nhìn thấy là nó cho sử dụng rất là trên masterbus và khiến tất cả mọi thứ nó đồng bộ với nhau hơn. Đó, masterbus nhá, tức là trong quá trình mastering hoặc là trong những root bus chúng ta thì mọi thứ trở nên đồng bộ với nhau hơn, rất là tốt. Tất nhiên bạn cũng có thể là cho vào những nhạc cụ như kiểu bass, hoặc những nhạc cụ phần trầm, hoặc là những nhạc cụ mà thiên về giải mid, nói chung nó thiên về giải mid rất là nhiều. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có Tense, đây là một loại surreal spring reverb. Spring tức là dạng lò xo. Dạng lò xo thì tiếng nó hơi lanh canh và tiếng nó hơi bong bong, vì thế nó rất phù hợp cho việc là chúng ta sử dụng trên các nhạc cụ, ví dụ như synthesizer, organ, hoặc là đặc biệt như kiểu những năm 70-80 thì nó sẽ cho vào tiếng guitar. Về cơ bản như vậy. Thì bây giờ chúng ta đã biết được là 4 cái plugin này dùng để làm gì và xử lý như thế nào. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test các plugin này với các đoạn âm thanh. Thì đầu tiên chúng ta sẽ test với đoạn âm thanh trống cho nó nghe dễ hiểu nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái plugin đầu tiên, đó chính là plugin Kangen DC1A. Như mình nói, đó chính là một cái dạng plugin, đúng không ạ? Giống như kiểu LIA, nó tương tác với thành phần âm thanh. Bởi vậy là các bạn nhìn thấy ở đây, cái giao diện của nó chỉ có hai mục, gọi là input và output, nó như cái kia thôi. Và khi chúng ta đẩy input lên thì thế nào ạ? Thì sao ạ? Khả năng nén bắt đầu, quá trình nén bắt đầu diễn ra. Và quá trình nén diễn ra bao nhiêu thì các bạn có thể nhìn thấy trên cái đồng hồ đây, đó chính là đồng hồ gain dilution, khả năng nén của nó. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe cái tác động trước khi mình giới thiệu cụ thể cái chức năng của nó là gì các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta đẩy input lên và tắt đi này, các bạn sẽ nghe thấy âm thanh hơi mềm. Và bật lên, mình nén nhiều hơn. Thế các bạn thấy gain reduction, đúng không ạ? Và mình giảm xuống một chút. Bạn hãy nghe âm thanh.
Như bạn thấy là khi chúng ta bật nó lên thì những phần âm thanh đầu tiên nó rất là mềm mại đúng không ạ? Nó rất là đơn giản và nó trở lên khỏe khoắn hơn, nó chập 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 chập. Tất nhiên là khi nó chập 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 như thế thì âm thanh nghe sẽ nghe mỏng hơn một chút và nó sẽ không cảm giác dày dặn nữa, nhưng tất cả mọi thứ, sức mạnh của chúng ta từ bộ trống đúng không ạ, nó trở lên chặt chẽ hơn và gọn gàng hơn rất nhiều. Thì đó là cái tác dụng của cái Canon DC1A, tức là khả năng làm pan âm thanh của chúng ta. Và như các bạn thấy, đó chính là cách sử dụng rất đơn giản thôi, đó chính là chúng ta đẩy input lên, đọc đồng hồ, đo gain direction, xem lượng lén bao nhiêu, hoặc là chúng ta có thể nghe âm thanh xem là nó sự thay đổi bao nhiêu. Và khi âm thanh được nén xuống như thế thì nó sẽ bị tăng âm lượng, và vì thế chúng ta sẽ sử dụng công cụ output để điều chỉnh âm lượng trước và sau khi chúng ta sử dụng. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ thấy ở đây là phần đầu tiên mình giới thiệu giao diện, như thế đấy, cách dùng đơn giản là như vậy. Thì cái đầu tiên là chúng ta sẽ thấy nên giao diện đầu tiên ở phía trên này, đó chính là đồng hồ báo đúng không ạ. Đồng hồ báo như chúng ta thấy là đồng hồ resolution, tức là khả năng nén của âm thanh là nó lén như thế nào. Và bên này khi chúng ta chuyển sang output là chúng ta sẽ kiểm soát được đầu ra, đó, đầu ra âm thanh. Và khi chúng ta giảm xuống thì sao, đúng không ạ, tăng lên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là phần mix. Mix tức là gì, tỷ lệ giữa âm thanh gốc và âm thanh sau khi tiến hành compressor. Giả dụ như là khi chúng ta giảm xuống này thì là âm thanh gốc, tăng lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem đến các cái chức năng tiếp theo. Tức là các bạn đã biết rồi đúng không ạ, input là đẩy đẩy vào thì quá trình nén bắt đầu tiến lên đúng không ạ, quá trình bắt đầu xuất hiện. Và output chính là chỉnh lại âm lượng để âm lượng trước và sau nó được tương đồng với nhau để chúng ta giữ nguyên được cái mức âm lượng khi chúng ta quá trình chúng ta mix tĩnh ban đầu. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến các chức năng ở phía dưới, đó chính là deep, relax, duo và legative. Thì như chúng ta sử dụng các compressor nó sẽ có công cụ attack và release đúng không ạ. Tuy nhiên là ở đây các thông số nó đã được fix thông số rồi, vì thế là chúng ta chỉ cảm nhận đơn giản là thêm deep vào thì cái tiếng pan của chúng ta nghe trở nên chặt chẽ hơn. Giả dụ các bạn đang nghe nhé, nó đã pan hơn so với cái mức ban đầu rồi đúng không ạ, nó đã kiểu chặt hơn cái mức ban đầu rồi. Tuy nhiên là khi chúng ta ấn đích nó sẽ chặt hơn một chút nữa. Mềm mại đúng không ạ, mềm mạnh mẽ đấy, ví dụ thế. Tiếp theo đó chúng ta tiếng relax, tức là tiếng release của chúng ta đấy. Như chúng ta biết là nếu mà release nó kéo dài một chút so với compressor thì nó sẽ khiến âm thanh của chúng ta nghe mỏng hơn, và ngắn đi thì nghe sẽ ấm hơn. Và khi chúng ta pick vào đây thì nó sẽ khiến tiếng release của chúng ta nghe trở lên ngắn đi và khiến mọi thứ khẩn không gian rồi tất cả những cái phần đuôi của âm thanh nó được thổi phồng lên mà nghe là ấm áp và dày dặn hơn đó, đấy nhá. Để mình tăng lên để các bạn có thể dễ dàng nghe thấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ có duo mono, duo mono là nhà nhỉ? Tức là khi âm thanh của chúng ta nó có kênh trái kênh phải stereo đúng không ạ? Thì quá trình nén khi chúng ta sử dụng compressor nó sẽ không nén đồng thời hai kênh, kênh trái nó sẽ nén một kiểu và kênh phải nó kiểu nào. Và khi chúng ta ấn duo mono nó sẽ nén đồng bộ giống nhau. Tức là cùng một tác động nén. Và vì thế nó rất phù hợp cho việc chúng ta sử dụng trên bus hoặc là trên master để lượng lén nó có sự đồng bộ hơn. Trong khi chúng ta bỏ đi, trái lén một kiểu, phải lén một kiểu, đấy các bạn sẽ nghe cái âm nó khác nhau về mức độ lén. Rồi tiếp theo là negative. Negative là khiến tất cả các thông số này, khiến tất cả các thông số này nó được nhanh hơn một chút. Và bởi vậy là âm thanh nghe nó trở lên negative là nó hung hăng hơn mà. Nó khiến mọi thứ trở lên cực đoan hơn. Đó, nó tăng cái attack, tăng release, tăng thêm cả righto. Và vì thế bạn thấy không, cái tốc độ kim chạy rất mạnh và âm thanh nghe rất chặt. Và bởi vậy là đối với chế độ ray, cái này theo mình nghĩ các bạn lên nén nhẹ là đẹp nhất. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái plugin như mình nói, đó chính là con Vari-MU Compressor. Vari-MU Compressor nó khác so với compressor trước, đó thì compressor kia làm pan lên, thì compressor này nó sẽ làm dày tất cả mọi thứ lên, do là cái thời gian attack và release nó khá là thời gian attack thì nó khá là dài và release nó khá là ngắn, bởi vậy là âm thanh của chúng ta nó cảm giác
dày cộm lên là vì vậy. Ngoài ra nó có âm của hưởng của man lầy. Và các bạn nhìn thấy là tương tự như thế, chúng ta đẩy compressor này lên thì âm thanh nó bắt đầu nén đúng không ạ? Gain make up là khi nén xuống thì âm thanh cần phải cân bằng âm lượng. Và cái time constant này chính là thời gian giữa attack và release. Nó có hai kiểu, một là fast và slow và auto tức là tự động nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ để slow trước để các bạn có thể cảm nhận được cái sự thay đổi của âm thanh. Và bây giờ chúng ta nén xuống. Khi âm thanh giảm xuống, chúng ta tăng lại âm lượng cho nó. Đó, bạn thấy rằng là khi âm thanh được đưa vào thì nó tăng tốc độ nén, tức là khả năng tăng khả năng attack của nó khá là chậm đúng không ạ? Release nó khá là nhanh, bởi vậy là chúng ta sẽ nghe thấy âm thanh là vừa được chặt bụp một cái, sau đó nó được thổi phồng boom lên chứ không bị chặt như kiểu kia. Cái trước của chúng ta nó sẽ pan tức là âm thanh bạp bạp bạp, còn cái này nó sẽ là bạp bạp, nó kiểu dạng như vậy, nó sẽ thổi phồng phần đuôi của nó lên và chúng ta sẽ nghe âm thanh nó dày, nó được thổi phồng kiểu pumping, nó được làm béo tất cả cái phần âm thanh của chúng ta lên và nghe âm thanh của chúng ta. Và thường thường là dùng trong bus để làm mọi thứ trở nên gắn kết, tại vì khi chúng ta sử dụng trong quá trình mastering ấy thì sẽ có phần âm thanh lớn và âm thanh nhỏ. MU vary này nó sẽ làm khiến âm thanh chúng ta quyện hơn, ngay cả chúng ta sử dụng giọng hát thế thôi, làm giọng hát của chúng ta nghe dày dặn hơn và có sự uyển chuyển hơn, rất phù hợp với các dòng nhạc nhẹ. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chế độ fast và auto để bạn sẽ cảm nhận cái sự khác nhau giữa các cái thời gian đúng không ạ, tấn công và giả nén của nó. Nhanh hơn đúng không ạ? Rất nhanh. Bạn có thể nghe thấy rằng là mặc dù nó có phần chặt 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 chặt, nhưng mà đằng sau cái phần chặt chặt đó nó có một độ dồi nhất định. Boom, boom. Và auto. Mình rất thích sử dụng auto tại vì nó khiến cho âm thanh của chúng ta tự nhiên nhất có thể. Và nén khoảng tầm 0 đến trừ 3 decibel là rất đẹp, vừa phải đối với việc chúng ta sử dụng group bus. Bạn nghe thấy âm thanh thiếu sức sống không ạ? Các tính chất của âm thanh của chúng ta nó rất là mờ nhạt, và khi chúng ta bật lên vừa mạnh mẽ và vẫn giữ nguyên, quan trọng là giữ nguyên được tính chất nó. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với plugin là IVCI2. Thì đây là một dạng saturation. Saturation nó giúp cho âm thanh của chúng ta, như mình nói, đó chính là nó khiến âm thanh của chúng ta nghe rõ ràng hơn, rực rỡ hơn. Và bây giờ mình tắt nó đi này. Bạn có thể nghe thấy là cú kích của chúng ta và âm phần cao của chúng ta nghe rành mạch hơn. Và đôi khi nó sẽ là khó chịu. Ok, thì các bạn hiểu rằng là khi chúng ta bồi thêm các saturation, harmonic distortion là thì khi và đặc biệt là trong quá trình chúng ta mastering thì nó sẽ quyện âm thanh với nhau hơn. Và để nghe rõ ràng cái âm nó là như thế nào thì các bạn lên tăng cái loop driver lên. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các cái chức năng của nó thôi. Thì đầu tiên, chức năng đầu tiên nó chính là driver. Driver là thêm bổ sung các sóng hài vào và tăng biến dạng cho âm thanh và làm một lớp nhòa vào âm thanh của chúng ta. Và chính nó làm nhòa giống như kiểu là khi chúng ta vẽ tranh mà chúng ta dùng cái phần xoa, chúng ta xoa vào cái phần tranh của chúng ta thì thấy mọi thứ nó nhòa vào nhau đấy. Thì nếu mà chúng ta nhòa một cách tinh tế, giống như chúng ta đánh phấn mà chúng ta đánh một cách tinh tế mà để cái độ nhòa của các lớp phấn nó được tinh tế thì rất là hay. Nhưng mà chúng ta đánh nó tra nhiều quá thì nó nát cái mặt ra và nó không hay. Các bạn hãy tưởng tượng nó như vậy. Thì cái saturation nó có tác dụng ý nghĩa như vậy. Và tăng lên. Thông thường mình sẽ tăng nhiều driver lên để mình nghe xem là cái saturation này nó tập trung âm, nó tập trung âm vào phần nào của âm thanh. Và bạn sẽ thấy là âm thanh nó tập trung khá nhiều phần low mid. Có những cái saturation nó tăng rất nhiều phần phần sáng, nó bổ sung sóng hài rất nhiều phần sáng, phần e của chúng ta. Còn có những cái saturation nó dạng tube thì nó sẽ trầm, và con này nó thuộc dạng là dạng trầm như vậy đấy, rất nghe rất cổ điển, rất vintage. Nhưng mà cái cổ điển vintage này nó rất là lợi hại các bạn nhá, nó giúp cho cái tai nghe của chúng ta
tức là nó chưa phải là xuất sắc lắm, tại vì bây giờ nhạc hiện đại, bây giờ nhạc nó sẽ chia ra cái kiểu nhạc cổ điển, nhạc hiện đại, đúng không? Thì nhạc cổ điển ngày xưa thì người ta rất thích âm kiểu nhạc như mày, nhưng mà bây giờ thì đa phần chúng ta ưa thích cái dòng nhạc hiện đại, và các dòng nhạc hiện đại thì đa phần là thích âm sáng, âm chói đó, đúng không ạ? Đúng không ạ? Âm chói thì hay nghe hơi đau tai, cái cắt tai, còn cái kia thì nghe dễ chịu tai hơn đó, nên là các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nên là tùy cái quan điểm mixing của các bạn, nên các bạn sẽ chọn cái phù hợp với các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ có driver, chúng ta sẽ có cái công cụ tiếp theo, đó chính là bây giờ mình cứ để driver cao lên. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ có AC mix, tức là thế nào nhỉ, nó như một cái compressor các bạn nhé. Khi khi cái driver nó được đưa vào, đúng không ạ, như một cái com, như như một cái, nếu mà như một cái saturation thông thường thì lúc nào nó cũng rè, nhưng các bạn sẽ thấy là nhờ cái ASIM mà lúc nó rè lúc nó không, tùy thuộc vào biên độ của âm thanh, cái đấy mới hay. Giảm xuống nữa đó, không phải lúc nào cũng rè nhé các bạn nhé, cái nào có mức âm lượng thấp rè đúng không ạ, cái cao tiếng quẹt quẹt nghe vẫn sạch, nhưng mà đẩy lên đó. Respond là gì? Respond nó giống như kiểu một cái EQ. EQ nó sẽ giúp, nó giống như này này. Khi bạn mixing, khi bạn tạo ra một loạt saturation trên các dải tần, đúng không ạ? Thì cái respond này nó sẽ giúp khoanh vùng lại cái saturation đấy trong cái khu vực nào, và nó giúp đẩy nâng cao saturation ở cái khu vực đấy nhiều hơn. Nó chỉ saturation thôi, nó không tác động lên tổng thể bản nhạc của chúng ta nhé. Ví dụ ở đây. Đó. Mình cảm thấy là phần low pass của chúng ta nó sẽ nhiều hơn. Bạn thấy thấy là phần cao nhiều hơn, sáng hơn, ít low pass hơn. Tức là nó tăng saturation thôi chứ nó không tác động âm thanh. Chẳng qua ở đây là mình tăng nhiều driver lên quá, nên các bạn nghe giống như kiểu một cái EQ nhưng không phải EQ bạn nhé. Rồi, relax là làm mềm tất cả mọi thứ, làm mềm tất cả mọi thứ. Bỏ đi nó gắt gỏng hơn đó. Đó. Bom, 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 bom. Và output tất nhiên đầu ra rồi. Ở đây có hai công cụ phụ, đó chính là trim. Trim tức là nó sẽ tăng giảm cái mức âm độ đầu vào. Ectox đó chính là nó thêm một cái biến dạng cực âm, nó giúp cho âm thanh của chúng ta, nó trong cái âm thanh của chúng ta nó sẽ có các cái máy gọi là cái cục gọi là cục biến áp đó, cục chemform gọi là cục biến áp, máy tính rồi tất cả các thiết bị âm thanh đều có cục biến áp, và cái Ectox này nó tăng cái biến dạng biến áp. Ngoài cái biến dạng chính của nó ra thì biến dạng biến áp của mỗi hãng khác nhau nó cũng sẽ khác nhau các bạn nhé. Và vậy đấy, nó là một loại biến dạng, nhưng mà biến dạng này là khá nhỏ và khá soft, nó không được driver, không được mạnh mẽ như cái này, nhưng mà nó sẽ tạo ra sự sự rõ ràng cho mình nhiều hơn, đặc biệt là tần số cao. Các bạn thấy đấy. Trong khi cái này thì cái độ lăn tăn của cái driver tạo ra nó mềm hơn, biến ra cực âm. Spring Reverb tất nhiên rồi, các công cụ nó rất đơn giản. Chúng ta có thời gian Reverb ở đây, thời gian Reverb ngắn, đó Reverb dài, và nó có thể dài đến 20 ms giây. Thì có nhiều người sẽ hỏi câu chuyện là anh ơi sẽ sử dụng Spring, các cái thông số Reverb, đặc biệt là Decay, rồi là các thông số Delay, hay là tất cả thông số về thời gian Reverb nó như thế nào. Thì các bạn có thể search trên mạng, thì cũng có thể có nhiều người sẽ đưa ra là bản nhạc này tới từng này tempo sẽ căn Reverb từng này, các bạn có thể search điều đó. Hoặc là có một số cái công thức, ví dụ như là sùm 60.000 chia PPM, ví dụ như bản nhạc là này là 106 thì bạn lấy 60.000 chia 106 thì bạn sẽ căn ra tiếng Reverb, thông số Reverb theo cái thông số đấy, theo bội số, chính xác là theo bội số, thì bạn có thể nhân chia với cái con số mà 60.000 chia PPM ra. Nhưng mà đối với mình mà nói thì ví dụ như là bạn đang làm một buổi live và show với các bản nhạc với các tempo khác nhau, đúng không ạ? Thì có cái công cụ gọi là tap delay, thì các bạn chỉ cần ấn tap 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 vào là xong. Nếu các bạn làm âm thanh live sân khấu thì các bạn đã biết là có một công cụ tap để chúng ta, tại vì trong quá trình live sân khấu thì các ban nhạc nó không đánh đúng một loại tempo đâu, nó có thể là lúc nhanh lúc chậm đó, và rất rất nhiều kiểu. Vì thế là người làm âm thanh sân khấu phải mix, phải phải ứng biến về đó. Vì thế là mình thì mình quen cái kiểu đó, chính là sử dụng đôi tai để cảm nhận cái thời gian thay vì sử dụng thông số. Bởi vậy là mình hay căn bằng tai hơn, bằng cách là mình chỉ đơn giản là mình đẩy lên và mình nghe thôi. Mình cảm thấy phần này là âm thanh tạo ra độ vọng vừa phải là ok. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có chế độ modulation. Modulation là gì? Modulation tức là
Nó sẽ tạo ra độ méo cho cái tiếng Spring Velvet, tại vì nó là lò xo, và lò xo nếu mà nó chỉ co giãn ra vào thì nó rất đơn giản rồi, nhưng mà nó lại có sự rung lắc nữa, và motion nó sẽ tạo ra rung lắc và khiến tiếng reverb của chúng ta sẽ có sự chao đảo một chút. Rất sạch sẽ đúng không ạ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái pre-delay. Pre-delay tức là nó để đưa lùi tất cả các cái tiếng reverb lùi ra sau một khoảng thời gian. Bạn sẽ thấy là tiếng reverb sẽ xuất hiện sau một chút. Và chế độ mix là kết hợp giữa âm thanh gốc và âm thanh reverb. Ví dụ ở đây là âm thanh gốc, đúng không ạ? Và đây là âm thanh chỉ có reverb. À, căn khoảng tiếng này. Tỷ lệ giữa âm thanh gốc và reverb rất quan trọng để chúng ta nghe thấy đủ sự sạch sẽ của âm thanh chính. Rồi, chúng ta sẽ có in và o. In bật lên. Bạn sẽ thấy là tiếng reverb của chúng ta làm sao? Nó tập trung ở giữa. Khi chúng ta chuyển sang đây, đấy, tiếng reverb nó tràn ra hơn. Trái phải rõ ràng hơn. Ok, character khiến tiếng reverb ấm, hay sáng. Và bạn thấy rằng là khi chúng ta ấm nó sáng, nó sẽ thay đổi hoàn toàn âm sắc bản nhạc của chúng ta. Ví dụ ở đây mình muốn nó ấm hơn. Và hoàn toàn chúng ta không cần phải dùng EQ mà các bạn hoàn toàn có được một cái âm thanh khá tốt. Tắt đi. Đúng không ạ?
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Nhớ like, share, subscribe kênh channel của mình để xem nhiều cái này nhé. Xin cảm ơn các bạn. Để ủng hộ kênh, các bạn còn tham gia hội viên, sử dụng dịch vụ và mua các sản phẩm trên kênh. Hiện tại, kênh cung cấp các khóa học từ lý thuyết đến thực hành, thu âm, mixing và mastering, các tài liệu phụ đề tiếng Việt đến từ các hãng nổi tiếng và nhiều sản phẩm khác. Đến với kênh hội viên, các bạn được nhận kiến thức tiêu chuẩn nhất do kênh FBA thực hiện với giá cả phải chăng nhất.